Thế tôi có quen một ông thi sĩ nổi tiếng ở dưới Cali. Thì ông ấy là một người được các cô rất là say mê, mà ông cũng có cái tự tin của ông. Thế một hôm ông vào quán cà phê, chuyện này cô nghe kỹ nhé, thì ông ấy thấy ở bàn cà phê đó có mấy cô gái. Thì ông ấy rất là thản nhiên, ông tiến lại gần, ông bảo là: "Tôi xin được biết tên các cô để tôi làm thơ tặng." Thì ông ấy quay hỏi cô thứ nhất, cô ấy hỏi là: "Em tên gì?" Thì cô này có bảo: "Dạ thưa em tên Thi." Thì ông đọc xuất khẩu thành thơ ngang, bảo: "Xin chào người đẹp tên là Thi, ước gì anh được hôn lên mi." Có lý. Thì cô này cô ấy nhắm mắt lại cho ông hôn lên mi. Thì ông ấy sung sướng, ông hỏi cô thứ hai mà: "Em tên gì?" Thì cô kia cô ấy bảo: "Dạ thưa anh, em tên Mai." "Xin chào người đẹp tên là Mai, ước gì anh được hôn lên vai." Mà cô cũng mặc cái áo giống của Kỳ Duyên. Thì cô đó cô ấy lại cho ông hôn lên vai. Thì ông ấy hỏi cô thứ... Khoan anh, em nghe nói tới hai câu đầu mà em nghĩ là cái lối mà gọi là tán đảo của ông này rất nguy hiểm, mà không có thể dùng được bậy bạ đâu anh. Anh biết tại sao không? Tại vì em có một cô bạn tên là Mít, nếu mà ông này ông gặp thì sao? Xin chào người đẹp tên là Mít, ước gì anh được hôn... không được.